Thưa quý vị, theo số liệu Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam mới công bố, hiện khu vực doanh nghiệp đã có những bước phát triển tích cực sau thời gian ngưng trệ do dịch bệnh. Thị trường, đặc biệt là thị trường nội địa của các doanh nghiệp trong một số ngành lĩnh vực đã phục hồi lên mức 75-85% so với trước dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, các doanh nghiệp dự báo còn gặp nhiều khó khăn cần được quan tâm giải quyết trong năm 2023. Năm 2022, vượt qua những khó khăn sau đại dịch, đơn vị này đã tăng trưởng khả quan với hơn 20%. Tuy nhiên, bước sang năm 2023, doanh nghiệp vẫn nhìn thấy khó khăn mình sẽ đối mặt như đơn hàng xuất khẩu cũng như nội địa sụt giảm, vấn đề nguyên vật liệu đầu vào ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm. Bởi vì hiện nay các cái chi phí về nguyên vật liệu, chi phí vận chuyển, chi phí nhân công nó cũng rất là tăng rất là nhanh. Kể cả cái mặt bằng lãi suất cũng bắt đầu cao hơn rồi. Thì đây là những cái chi phí mà làm cho cái năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong nước nó sẽ khó khăn hơn. Giờ là doanh số đầu vào đầu ra buôn bán càng ngày càng khó. Mà lãi suất như này thì cái chỉ số lợi nhuận với mặt hàng thì không để bù đắp được với cái lợi nhuận kinh doanh. Thì nếu như thế thì tôi nghĩ là doanh nghiệp thể không đứng vững được. Theo các chuyên gia, nền kinh tế trong nước như thị trường tài chính nhiễu động mạnh, thị trường chứng khoán suy giảm mạnh, nhà đầu tư thua lỗ lớn và tháo chạy khỏi thị trường. Cùng với đó là tín dụng khô cạn, huy động vốn qua tất cả các kênh thị trường trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, khiến doanh nghiệp khó tiếp cận vốn. Tất cả chi phí đầu vào đều tăng cao cũng sẽ là nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó khăn tiếp tục. Qua cái điều tra mà xu hướng của doanh nghiệp do ngành thống kê thực hiện, thì khoảng 30% doanh nghiệp đánh giá rằng là cái hoạt động mà sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2023 sẽ khởi sắc, còn lại khoảng 30% thì đánh giá bình thường và cái tỷ lệ còn lại thì đánh giá hoạt động năm 2023 sẽ gặp khó khăn. Nhiều doanh nghiệp đánh giá là sẽ rất khó khăn. Ngân hàng Nhà nước cho biết so với cuối năm 2021, lãi suất huy động của hệ thống ngân hàng hiện nay đã tăng khoảng từ 3-4% tùy kỳ hạn. Lãi suất cho vay cũng tăng tương ứng. Bối cảnh vĩ mô trong và ngoài nước đã buộc phải có các giải pháp mạnh tay thắt chặt chính sách tiền tệ hơn thông qua công cụ lãi suất. Bản thân các doanh nghiệp hiện nay thì tôi nghĩ rằng là mình phải năng động, mình phải sáng tạo, mình phải tính toán lại cái nhu cầu vốn của mình. Ví dụ trước đây là mình không có tính toán cái nhu cầu vốn, mình có thể là mình nêu cái yêu cầu rất là nhiều. Nhưng mà trong cái thời buổi khó khăn như hiện nay thì mình cũng điều tiết lại cái nhu cầu vốn của mình ở mức độ hợp lý, vừa đáp ứng được cái yêu cầu doanh nghiệp thì và trao đổi thẳng thắn với các ngân hàng thương mại để mà tìm cách tháo gỡ, tìm được cái tiếng nói chung giữa ngân hàng thương mại cũng như là các doanh nghiệp, thì tôi nghĩ là nó cũng sẽ vượt dần dần chúng ta vượt qua cái khó khăn. Tình hình kinh tế vĩ mô ở trong và ngoài nước đều đang phục hồi, song những khó khăn và biến động vẫn còn khá nhiều. Trong bối cảnh này, lãi suất cao sẽ trở thành lực cản dòng vốn đầu tư vào nền kinh tế cũng như khả năng phục hồi tăng trưởng của doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết, tăng trưởng khả năng tiếp cận các gói hỗ trợ của nhà nước là giải pháp căn cơ để doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ trong năm 2023.